Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Triển khai các mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế mang lại nhiều cơ hội và lợi ích để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí. Báo cáo tóm tắt về kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an Nhân dân với các cơ quan báo chí cho biết, thời gian qua, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí tiếp tục chỉ đạo, tham gia có hiệu quả đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kịp thời sản xuất, đăng tải trên 3.300 tin bài về kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an Nhân dân. Các cơ quan báo chí, truyền hình tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, phát động, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, sản xuất gần 4.500 tin bài về gương người tốt, việc tốt. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng và cảm ơn các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo luôn phối hợp, ủng hộ, đồng hành cùng lực lượng Công an Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành trung ương, sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân, trong đó có sự ủng hộ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan thông tấn báo chí, đội ngũ các nhà báo, lực lượng Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững môi trường an ninh an toàn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Từ những cái thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an, rồi những gương người tốt, việc tốt đều được báo chí phản ánh kịp thời và sinh động. Và báo chí cũng đã tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả những cái chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, cũng đã đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, những thông tin xấu độc và đồng thời cũng phản ánh nhiều những hành vi tiêu cực vi phạm pháp luật. Toàn thể các đồng chí đại biểu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đang có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và đội ngũ các nhà báo trên toàn quốc tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ công tác thông tin tuyên truyền với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cùng lực lượng công an thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống diễn biến hòa bình, xử lý có hiệu quả những tình huống phức tạp, nhạy cảm, có quan hệ đến sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự cũng như đấu tranh phòng chống tội phạm, tôn vinh những tập thể cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tuyên truyền. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân cũng đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Chiều nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc tuyển chọn hai công dân vào Công an Nhân dân. Đó là vợ của hai liệt sĩ công an xã ở huyện Chư Quynh đã hy sinh vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 trong khi thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định tạm tuyển chị Trần Thị Sen vào làm việc tại Công an xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột và quyết định tuyển chọn chị Phạm Thị Như Phương vào làm việc tại Công an xã Drei Bang, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Chị Trần Thị Sen là vợ của liệt sĩ Hoàng Trung và chị Phạm Thị Như Phương là vợ của liệt sĩ Hà Tuấn Anh. Tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh việc tuyển chọn chị Trần Thị Sen và chị Phạm Thị Như Phương vào công tác trong lực lượng Công an Nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk.
đồng thời cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ Hoàng Trung và gia đình liệt sĩ Hà Tuấn Anh vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống và tiếp bước con đường sự nghiệp vinh quang của chồng. Thưa quý vị, triển khai các mô hình trong đề án 06 mang lại nhiều cơ hội và lợi ích trong việc chuyển đổi số y tế. Thực tế, việc chuyển đổi giúp cải thiện tính cá nhân hóa trong chăm sóc sức khỏe của người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin như xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và kho dữ liệu dùng chung của ngành y tế hướng tới mục tiêu chuyển đổi số để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Chi tiết xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày cụ thể của biên tập viên Linh Chi. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hiện nay khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, người dân đã từng bước cảm nhận được những thay đổi rõ rệt. Đơn cử như cần sử dụng căn cước công dân gắn chip hay là tài khoản VNEID có tích hợp bảo hiểm y tế là ngay lập tức đã được đăng ký khám chữa bệnh. Hay việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai việc liên thông trong giấy khám sức khỏe lái xe hay liên thông giấy chứng sinh, chứng tử lên cổng giám định của bảo hiểm xã hội. Tại một số cơ sở y tế khám chữa bệnh, với đặc thù số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị ngày càng đông, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại sự hài lòng, hiệu quả cho cả người bệnh và nhân viên y tế. Biết đến dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà do Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đang cung cấp, chị Phạm Nhật Khanh đã chủ động đăng ký qua ứng dụng. Chỉ qua vài thao tác, chị đã lựa chọn thành công gói dịch vụ xét nghiệm và đặt lịch chủ động theo nhu cầu của cá nhân. Nhân viên bệnh viện đã đến tận nhà và thực hiện quy trình lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm cùng lúc được trả theo hai phương thức, đó là cập nhật qua ứng dụng và được nhân viên tư vấn mang đến tận nhà. Nhiều ưu điểm vượt trội của giải pháp công nghệ này đã được đánh giá cao. Ra mọi quy trình của các bạn đều đáp ứng đầy đủ như trong bệnh viện. Thực hiện mọi quy trình đều giống như trong bệnh viện, rất đầy đủ, sạch sẽ. Cái việc đến bệnh viện và chi phí đến nhà cũng giá thành như nhau, không khác nhau là mấy. Vì thế nên là cái việc đến nhà này sẽ rất là tiện cho mọi người. Nhiều phương thức đăng ký khám chữa bệnh khác nhau cũng đã được đưa ra để người bệnh chủ động lựa chọn. Không cần xếp hàng, hiện bệnh viện này đã đưa vào hoạt động tính năng đặt lịch khám bệnh online. Theo đó, người bệnh truy cập thông qua mã QR hoặc website bệnh viện trên điện thoại thông minh. Sau khi hoàn tất các thông tin đăng ký, nhân viên y tế của bệnh viện sẽ gọi điện xác thực thông tin và gửi mã đặt lịch khám chữa bệnh. Như vậy, thay vì phải xếp hàng chờ đợi lấy số, người bệnh có thể đến thẳng phòng khám theo lịch đã được hẹn trước. Nhận thấy là sự tiện ích của dịch vụ đặt lịch khám bệnh online này là tôi có thể sắp xếp được thời gian, và đặc biệt là khi đến đăng ký khám bệnh tại đây thì tôi sẽ không phải mất thời gian chờ đợi như việc là đặt lịch khám bệnh trực tiếp. Việc áp dụng các ứng dụng giải pháp công nghệ từ các đơn vị cung cấp dịch vụ đã giúp bệnh viện giảm bớt thủ tục phức tạp, thời gian xếp hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn cho người dân. Điều này cũng giúp tăng cường sự tiếp cận và hiệu quả trong công việc cung cấp dịch vụ y tế. Trong quá trình mà công ty của chúng tôi làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để đưa ra cái giải pháp cho bệnh nhân đăng ký lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, việc này sẽ giúp giảm tải việc đi lại và chi phí đi lại cho bệnh nhân, đồng thời cũng như là giảm tải được cái áp lực cái hệ thống y tế của bệnh viện. Viện Việt Tiệp lựa chọn giải pháp này là thứ nhất là tiện lợi cho người dân, thứ hai nữa là người dân có thể là xem được tất cả kết quả xét nghiệm, kết quả kết luận của bác sĩ ở trên tất cả các ứng dụng của bệnh viện Tiệp sử dụng cho đi sâu đi sát vào cho khám sức khỏe của người dân. Theo mục tiêu chiến lược chuyển đổi số y tế quốc gia, hiện các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đang triển khai các giải pháp nhằm thiết lập hồ sơ bệnh án điện tử. Thay vì lưu trữ hồ sơ giấy như trước đây, bệnh án điện tử sẽ ghi chép, hiển thị và lưu trữ toàn bộ thông tin về tiền sử, diễn biến điều trị của người bệnh. Và như vậy, tất cả quy định như việc số hóa thông tin hay áp dụng chữ ký số bằng phương tiện điện tử phải được áp dụng đồng thời. Qua đó, hướng tới xây dựng thành công mô hình bệnh viện thông minh, phục vụ công tác khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn. Tại khoa chẩn đoán hình ảnh, từ khi bệnh viện áp dụng chữ ký số tại đơn vị, công việc của bác sĩ phụ trách đã được giảm tải. Bác sĩ lâm sàng ngay lập tức sẽ nhận được kết quả do hệ thống tự động cập nhật. Thời gian di chuyển được giảm tải và hạn chế tối đa tình trạng trả lẫn kết quả. Thay vì phải chờ đợi, người bệnh cũng nhanh chóng tiếp cận được kết quả chẩn đoán thông qua các giải pháp công nghệ được cung cấp trên hệ thống PACS.
Thường thì khi mình làm một cái xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh thông thường ấy, khi mình làm xong thì mình cũng đọc, sau đấy thì mình phải chờ cái in ở trên cái máy in ra, sau đấy thì mình sẽ ký chữ ký tươi trên đấy, và sau đấy thì các bạn kỹ thuật sẽ đem trả cho bác sĩ lâm sàng. Nhưng mà từ khi thực hiện cái chương trình kỹ thuật số thì mình sẽ thao tác ở ngay trên màn hình luôn. Khi mình duyệt xong cái phần đọc kết quả của mình ấy, thì bác sĩ lâm sàng người ta đã nhận được luôn kết quả rồi. Chữ ký số trong bệnh viện là giải pháp công nghệ quan trọng trong tiến trình xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo đó, giúp bệnh nhân lưu trữ được các loại giấy tờ như kết quả chẩn đoán, xét nghiệm, danh mục thuốc. Hồ sơ sức khỏe điện tử cũng sẽ giúp các bác sĩ theo dõi và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cũng sẽ giúp cho ngành y tế có được dữ liệu về sức khỏe người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Trong vòng 3 năm nay, thì bệnh viện cũng đã ưu tiên đặc biệt về công tác chuyển đổi số. Chúng tôi đã có những cái phần mềm về PAC, phần mềm HIT, về phần mềm các phần mềm trong y tế để tiếp cận tới bệnh án điện tử. Hiện tại bệnh viện Tiệp đã gần như là loát khoảng 70% để tiến tới làm bệnh án điện tử. Trong cái thời gian tới thì ngành y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để hoàn thiện các cái nhiệm vụ chuyển đổi số thành phố giao cho. Bên cạnh những nhiệm vụ vừa rồi, thành phố sở y tế sẽ tập trung vào xây dựng cái bệnh án điện tử. Đây là một cái công việc hết sức hữu ích giúp cho các cái đơn vị y tế thực hiện tốt cái công tác khám bệnh, chữa bệnh, cũng như là đặc biệt đấy là nâng cao sức khỏe nhân dân trong cái thời gian tới. Việc ứng dụng những tiện ích từ dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử cũng đã tạo nên nền tảng để các bệnh viện đưa ra nhiều chiến lược mạnh mẽ trong tiến trình chuyển đổi số. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu giúp ngành có các chỉ đạo rất kịp thời về công tác phòng chống dịch bệnh nói riêng và có được các dự báo, hoạch định chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn. Chuyển đổi số y tế là một quá trình mang tính toàn diện và liên tục, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan, từ các cơ quan quản lý nhà nước, các bệnh viện, phòng khám đến các doanh nghiệp công nghệ và người dân. Quan trọng nhất của quá trình này vẫn là đáp ứng mọi nhu cầu của bệnh nhân thông qua việc triển khai các công nghệ tiên tiến cũng như ứng dụng hiệu quả các mô hình từ đề án 06 trong khám chữa bệnh. Và đến đây, phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 6, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tổ tuần tra cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ đưa một người gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu an toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra phát hiện chiếc xe ô tô đỗ bên đường. Lúc này, một người đàn ông bước xuống với tinh thần hoảng loạn và nói rằng đang trên đường về quê thì con của anh có dấu hiệu ngừng tim, hiện nguy kịch trên xe. Ngay lập tức, tổ công tác đã cử một cán bộ cảnh sát giao thông điều khiển xe thay người bố và sử dụng xe đặc chủng cảnh sát giao thông bật đèn, còi ưu tiên để dẹp đường, nhanh chóng đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Sau 15 phút, hai bố con đã được cảnh sát đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, cách đó khoảng 20 km. Được biết, cháu bé sinh năm 2007, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Trong quá trình phụ giúp bố mẹ một số việc nhà dưới trời nắng nên bị say nắng dẫn đến trụy mạch. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện cháu đã qua cơn nguy kịch. Hành động giúp đỡ người dân trong lúc nguy kịch của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đã nhận được sự cảm kích, biết ơn từ gia đình, lan tỏa hình ảnh đẹp vì nhân dân phục vụ. Tin an ninh trật tự, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt hai đối tượng, thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn cùng các vật chứng liên quan khác. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Saya Son Say, trú tại làng Chay Chalon, huyện Viêng Thong, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào.
Tang vật thu giữ là chiếc ba lô có chứa 3 kg ma túy đá và 170.000 viên ma túy tổng hợp, 20 kg ma túy các loại cùng một số vật chứng liên quan khác. Tiếp tục mở rộng điều tra, vào rạng sáng ngày 13 tháng 6, ban chuyên án bắt giữ đối tượng đồng phạm là Lê Ngọc Dương, sinh năm 1990, trú tại thành phố Vinh. Hiện chuyên án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra mở rộng. Cũng liên quan tới ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy cần sa do Nguyễn Phi Cơ, sinh năm 1995, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM cầm đầu. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 6, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều tỉnh thành đã đồng loạt tổ chức bắt 11 đối tượng, khám xét các kho hàng tại TP.HCM và Hà Nội, thu giữ một lượng lớn cần sa đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ, cùng rất nhiều công cụ, phương tiện, phục vụ việc đóng gói, ngụy trang hàng hóa, trên 7,5 tỷ đồng và các thiết bị điện tử. Đường dây ma túy này hoạt động trên cả nước với thủ đoạn mới, tổ chức chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, đối tượng trong đường dây và khách hàng chỉ liên lạc qua các hội nhóm trên ứng dụng Telegram, Viber, việc mua bán thông qua chuyển khoản ngân hàng và dịch vụ chuyển phát nhanh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Tại TP.HCM và chiều ngày hôm nay, trong cơn mưa lớn xảy ra trên diện rộng, một số quận như là quận 1, quận 4, quận 5, quận 10 đã xuất hiện mưa đá. Một số tuyến đường bị ngập nước, cây xanh ngã đổ, gãy nhánh. Lực lượng cảnh sát giao thông đã đội mưa, điều tiết giao thông và xử lý các sự cố. Cơn mưa lớn kèm theo dông lốc kéo dài nhiều tiếng đồng hồ xảy ra đồng loạt trên các quận huyện thuộc địa bàn TP.HCM trong chiều ngày hôm nay 14 tháng 6. Trong mưa lớn còn kèm theo gió mạnh, tại các quận như quận 1, quận 4, quận 5, quận 10 xuất hiện tình trạng mưa đá. Nhiều người dân sống tại các khu vực này lần đầu thấy mưa đá, cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, mưa đá bất thường cũng làm hư hỏng một số tài sản của người dân. Tại các quận trung tâm, do mưa lớn, một số tuyến đường nước rút không kịp nên gây ngập nhẹ. Một số cây xanh bị gãy nhánh, đổ ngã ra đường khiến giao thông bị ảnh hưởng và may mắn là không làm người đi đường bị thương. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM đã điều động cán bộ chiến sĩ xuống đường điều tiết giao thông ngay khi cơn mưa còn chưa ngớt. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024 đang tới gần. Các em học sinh khối lớp 12 vẫn đang tập trung ôn luyện cho kỳ thi trước mắt để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Các trường Trung học Phổ thông cũng đang đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng ôn tập, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi sắp tới. Khi kỳ nghỉ hè đã bắt đầu, cũng là lúc những học sinh lớp 12 bắt đầu vào guồng quay của kỳ thi quan trọng, tập trung, chăm chỉ, luyện đề. Ai cũng cố gắng học tập trong thời gian nước rút để có kết quả tốt nhất. Tại vì là cũng vào thời gian thi nước rút rồi ạ, ôn tập nước rút rồi nên là em thấy là tất cả mọi người, các bạn đều đang rất là cố gắng và chăm chỉ ạ. Bọn em phải cố gắng ôn tập để đạt được kết quả thật tốt và đỗ được nguyện vọng một của mình trong kỳ thi sắp tới. Em muốn vào ngành của quản trị kinh doanh của kinh tế quốc dân. Năm ngoái thì nó trên 25 điểm. Cái mức kiểm tra vừa rồi thì em vẫn chưa được 25 điểm. Và em vẫn đang cố gắng để về cố gắng thật nhiều để cái khoảng được trên 25 điểm để nó sát với cái điểm kia hoặc là hơn về cái điểm năm vừa rồi trường đã đặt ra. Bước vào guồng quay căng thẳng nên các em cũng có những cách tranh thủ cũng rất mùa thi, tranh thủ ăn, tranh thủ nghỉ ngơi. Ví dụ như là thi thoảng nếu như mà áp lực quá học, kiểu học sau một thời gian dài ấy, cũng thể đứng lên nghỉ ngơi vươn vai hoặc là nghe một bài nhạc chẳng hạn cơ ạ, thì cũng có thể giải tỏa được áp lực đôi chút ạ. Em sẽ dành nhiều thời gian ra để học hơn và phải biết phân bố thời gian thế nào để cho nó không quá mà bị gò bó vào cái thời gian mình học, với cả là vẫn phải có một khoảng thời gian để mình tạm nghỉ ngơi một tí sau những cái giờ học mà nó quá áp lực như thế. Về phía các nhà trường, ngay từ đầu đã xây dựng những kế hoạch ôn tập phù hợp cho học sinh. Với kết quả khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, đây là cơ sở để các nhà trường thống kê đánh giá chất lượng điểm từng học sinh, từng lớp để phân hóa các lớp ôn tập sát với từng học sinh. Các tổ chuyên môn cũng thảo luận từ những đề thi câu nào học sinh còn yếu, kỹ năng làm bài còn kém để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.
dựa vào cái bộ đề phát triển từ cái đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà Bộ đã công bố cách đây cũng từ khoảng 3-4 tháng rồi. Thế thì ví dụ như cái lớp mà mình đang dạy này thì mục tiêu của các con trước tiên là phải giành được tối đa cái phần cơ bản. Thế còn cái phần từ 8 cộng trở lên thì sẽ dựa vào sức của từng bạn mà sẽ cố gắng để các con lấy được cái điểm tối đa, giành được cái điểm số cao cao để có cái lợi thế trong việc dùng cái kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển vào đại học sắp tới. Đối với học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai năm nay thì là cái năm cuối cùng mà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2006, thì nguyện vọng của một số học sinh lớp 12 là vẫn được tiếp tục ôn tập trong 1-2 tuần tới để chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Đối với lịch học của nhà trường là đến hết tuần sau thì sẽ kết thúc cái việc ôn tập để các em được nghỉ trong cái tuần chuẩn bị thi. Và nội dung ôn tập thì mục tiêu chủ yếu là tập trung vào 3 môn mà tổ hợp học sinh sẽ xét vào đại học để mà lấy điểm cao. Như đặc biệt là như là môn toán thì trường Nguyễn Thị Minh Khai thì mọi năm đều là thuộc vào cái top dẫn đầu của thành phố. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 cơ bản giữ ổn định như năm 2023. Tuy nhiên, sẽ tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu và yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của chương trình Giáo dục phổ thông 2018.